Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Du lịch và ẩm thực. Thưa quý vị, Mai Anh đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Nhưng mà nói là xa như vậy thôi, thật ra Mai Anh đang ở một nơi mà chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 17 km, khoảng 1 giờ chạy xe ô tô, rất là đơn giản và thuận tiện cho những chuyến du lịch và xả stress và thư giãn cuối tuần dành cho chúng ta, đúng không ạ? Và Mai Anh đang có mặt tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng Mai Anh khám phá những điều đặc biệt tại huyện Cần Giờ nhé. Chợ Hàng Dương là một chợ hải sản nổi tiếng ở huyện Cần Giờ, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km. Nếu bạn là những tín đồ của đồ biển thì chắc chắn không nên bỏ lỡ chuyến du lịch tới địa điểm này, bởi đây được mệnh danh là vựa hải sản bậc nhất miền Nam. Bước vào chợ Hàng Dương hay bất cứ khu chợ nào của Cần Giờ, du khách sẽ thấy đâu đâu cũng là những thau hải sản xếp hàng nối nhau với mức giá khá là dễ thở. Người bán thì vui vẻ tư vấn, người mua thì háo hức lựa chọn đủ các loại sò, ốc, cua ghẹ. Ghẹ này 400 nè em. Dạ. Dạ. Bây giờ ghẹ này thì lựa làm sao mà biết được là ghẹ ngon chị? Chị chỉ em. À. Bóp vô đây. Bóp vô. Ừ, nó thấy nó cứng là nó ngon. Là con ghẹ ăn cua nhiều cứ bóp vô cái mình để biết này là cứng là ngon không chị? Nó chắc nó cứng là ngon, nó mềm là nó ướt. Dạ. Thì ghẹ hôm nay là 400 kg, còn cua thì sao ạ? Cái cua gạch son là 330, còn cua thịt thì 280. Em cầm chỗ này được không? Cua ghẹ hải sản tươi sống rất là ngon như thế này, với giá cả cũng rất là phải chăng, không cần phải đi ra xa như là Nha Trang, Phan Thiết hay là về Vũng Tàu, chúng ta chỉ cần đến Cần Giờ thôi là có thể thưởng thức cua ghẹ tươi sống rồi. Chị ơi, vậy lấy cho em hai con ghẹ đi. Tại đây, du khách có thể mua hải sản tươi về để chế biến hoặc nhờ người bán chế biến tại chỗ. Sau đó thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn việc vừa ngồi bên bãi biển lộng gió, vừa thưởng thức các loại hải sản ngọt thịt, vị đậm đà, thơm mùi sả, gừng, ớt. Chị ơi, đây có gì ngon vậy chị? Dạ. Món gì là đặc biệt nhất ở đây vậy chị? Ở đây chỉ có ốc len với hào rồi chị. Ốc len với hào hả? Ốc len làm gì ngon chị ơi? Ăn một canh em qua đây miếng cho lẹ. Rồi rồi. Xong rồi. Ốc len xào dừa. Còn chị ơi, mấy cái này là mình phải nướng đúng không chị? Dạ. Đây món này là món gì vậy ạ? Sò điệp. Sò điệp nước mỡ hành, cho em một phần sò điệp nước mỡ hành đi. Thưa quý vị, sau khi nướng thì bây giờ Mai Anh đã có thành phẩm là món sò điệp nướng mỡ hành. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé. Oh. Thưa quý vị, sau thời gian chờ đợi luộc ghẹ và nướng sò điệp mỡ hành thì bây giờ chúng ta đã đến lúc để có thể đánh chén no say với hải sản ở Cần Giờ rồi. Đây, ghẹ, gạch son nha quý vị. Và với gạch này thì Mai Anh sẽ dùng một cái chân của con ghẹ. Sau đó là mình sẽ múc ăn thử. Bây giờ chúng ta sẽ thử qua món sò điệp nướng mỡ hành nha. Ở đây có muối ớt xanh nè, rồi muối tiêu chanh. Thì với món sò điệp nướng mỡ hành này thì mình sẽ dùng với lại muối ớt xanh. Sò điệp nướng mỡ hành cũng là một món rất là quen thuộc đúng không quý vị? Cái mùi thơm thơm béo béo của con sò điệp cộng với lại đậu phộng nè, rồi một chút mỡ hành nữa tạo thành cái hương vị phải nói là nó rất là riêng. Và thưa quý vị, Mai Anh đang ở
bãi biển Hàng Dương, rất là gần để chúng ta có thể cùng với gia đình, bạn bè và người thân của mình có những cái chuyến du lịch để mà thư giãn vào cuối tuần, đặc biệt là để có thể thưởng thức những món hải sản đặc biệt như thế này quý vị nhé. Bây giờ Mang xin phép quý vị Mang xin ăn tiếp những cái món ăn rất là ngon này ạ. Thưa quý vị, sau khi chúng ta đã đánh chén no say cùng với hải sản tại Cần Giờ thì bây giờ mình sẽ cùng nhau vận động một chút tại khu du lịch sinh thái Vàm Sát quý vị nhé. Và tại đây có gì đặc biệt, xin mời quý vị hãy cùng theo chân Mai Anh. Vàm Sát là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng nằm trong khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 45 km. Toàn bộ khu vực rừng Cần Giờ có diện tích lên đến 75.740 ha. Đây là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật. Thưa quý vị, Mai Anh vừa có một chuyến hành trình dài 5 km bằng cano từ khu trung tâm của khu du lịch sinh thái Vàm Sát. Và địa điểm mà chúng ta sẽ tham quan đầu tiên ngày hôm nay đó chính là khu bảo tồn dơi nghệ. Và đây là một loài động vật được liệt vào sách đỏ của Việt Nam. Và để hiểu thêm về khu vực này có những đặc điểm gì thú vị thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành với chúng ta ngày hôm nay nhé. Dạ em chào anh ạ. Chào anh. Xin giới thiệu quý vị, đây là anh Thảo, quản lý khu du lịch sinh thái Vàm Sát, sẽ là người chia sẻ cho chúng ta những thông tin về khu bảo tồn dơi nghệ ngày hôm nay. Hôm nay anh sẽ dẫn mấy anh đi xuống Xuồng Chèo để vào tham quan khu bảo tồn dơi nghệ. Dạ, mình đi thôi anh ha. Anh Thảo ơi, khu vực của mình là rộng bao nhiêu hecta ạ? Cái khu đầm dơi này hiện tại là 17 hecta. 17 hecta. Nhưng mà dơi chỉ tập trung khoảng 1 hecta thôi. Dạ. Số lượng hiện nay khoảng 1.000 con. Như vậy thì mình đi ban ngày thì có gặp được dơi không anh? Chúng ta đi ban ngày đi tham quan dơi thì cái tập tính sinh hoạt của dơi đó chủ yếu là nó ngủ ban ngày. Dạ. Ban đêm bắt đầu từ sáng 6, 7 giờ chiều tối bắt đầu đi ăn. Và cái phạm vi ăn của nó là khoảng trên 40 đến 50 cây số. Sau khi ăn xong này sáng nó quay trở về đây nó ngủ ở đây. Thì dơi có tập tính là ngủ ban ngày, ban đêm đi ăn. Dạ. Như vậy là tại khu vực của mình là chỉ có dơi nghệ thôi chứ không có dơi nào khác? Chỉ khu vực này chỉ có dơi nghệ thôi. Dạ. Bây giờ là mình đi khoảng bao lâu nữa thì mới tới được cái chỗ có nhiều dơi anh? Nếu mình đi qua đó thì ít nhất khoảng 20 phút. Thì dơi đây thì cái dơi nghệ đây, cái sải cánh nó dài có từ 0,7 đến 1 mét. Nếu còn lớn thì cái sải cánh dài khoảng 1 mét. Dơi nghệ chứ đây là thì nó ăn chủ yếu là trái cây. Yeah. Cái đó thì khi mà ban đêm đi ăn thì nó đến những vùng có cái trái cây. Yeah. Chăn nhỏ ở đây thì qua bên vùng Tiền Giang, Gò Công. Yeah. Tiền Giang có vườn trái cây như vậy, nó ăn chủ là trái cây thôi. Yeah. Vì nằm trên tiểu đảo biệt lập, để tham quan đầm dơi du khách phải đi cano hoặc tàu gỗ qua, sau đó đi xuồng chèo hoặc xuồng điện để vào được vùng nước đặc biệt có đàn dơi sinh sống. Quá trình di chuyển phải giữ yên lặng, tránh ảnh hưởng đến đàn dơi. Nhờ đó mà đàn dơi được duy trì và phát triển trong hơn 20 năm qua. Con dơi đó là dơi nghệ đúng không anh? Đúng rồi, đó là dơi nghệ đó. Con thấy cái màu nó ức dưới nó màu vàng nghệ luôn. Dạ. Không? Nhưng mà hình như là chỉ có vàng ở ngay cái ức với lại hai cánh thôi ha anh? Đúng rồi. Rồi đây có phải là cái khu vực mà nhiều dơi nhất chưa anh? Đúng rồi, cái khu này khoảng 1 hecta ở đây. Thì tất cả là nó tập trung ở đây, cả rừng ngập mặn Cần Giờ luôn. Dạ. Thì ở chỗ Vàm Sát đây thì chỉ có một điểm này là dơi nghệ nó trú ngụ ở đây thôi. Dạ. Và đêm thì sẽ tỏa đi khắp nơi để mình bắt đầu từ 6-7 giờ chiều là nó sẽ bay đi. Mà phạm vi nó đi ăn thì khoảng 4-50 cây số như hôm nãy mình nói. Đó. Nó chủ yếu tìm cái trái cây, hoa quả để nó ăn.
Trong khu du lịch Vàm Sát, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc và thử cảm giác mạnh với trò câu cá sấu. Không phải là trò chơi mô phỏng mà thực sự là câu cá sấu. Những chú cá sấu hung dữ, mạnh khỏe, di chuyển nhẹ nhàng trong đầm nước. Nhưng đến khi bạn thả mồi và chúng đưa bộ hàm chắc khỏe ra đớp thì cuộc chiến bắt đầu. Đôi tay bạn sẽ phải chống chọi với sức mạnh của một con thú hoang dã đang lộn vòng tròn để xé tung miếng mồi. Đi tham quan cá sấu nha. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ anh cần câu, em cái cần câu. Dạ. Đó, móc mồi, đây mồi có sẵn rồi. Dạ. Nó vừa phóng lên là giật cái liền. Anh ơi, đầm cá sấu của mình là rộng khoảng bao nhiêu hectare? Hiện nay thì cái cá sấu này mình đang bảo tồn đây khoảng 1 hectare, khoảng trên 50 con. Chủ là cá sấu hoa cà. Dạ. Đặc điểm nhận dạng cá sấu hoa cà với cá sấu thường là như thế nào anh? Anh thấy cái cá sấu hoa cà thì cái mỏm nó dài hơn. Dạ. Dài hơn so với cá sấu nước ngọt, cá sấu xiêm. Dạ. Cá sấu xiêm cái mỏ nó sẽ ngắn hơn. Vậy thì cá sấu nào là dữ hơn anh? Hiện nay thì theo các nhà khoa học thì nói là cá sấu hoa cà là cá sấu hung dữ nhất. Với những cái con cá sấu hoa cà như thế này thì cái vòng đời của những con cá sấu này là khoảng bao nhiêu năm? Theo như các nhà khoa học thì cá sấu hoa cà thì cái tuổi đời nó khoảng 70 năm. Rồi một con cá sấu cái như vậy á, nó sẽ sinh sản được khoảng bao nhiêu trứng trong vòng một vòng đời của nó? Cá sấu cái thì mỗi một cái lứa đẻ của nó đó, cái mùa sinh sản của nó đó, cái mùa giao phối của nó từ từ tháng 10 cho đến tháng 3. Dạ. Còn cái mùa mà đẻ trứng và sinh sản thì là từ tháng 3, từ tháng 4 cho đến tháng 10. Dạ. Đó. Thì một con cá sấu như vậy, một lứa đẻ như vậy thì đẻ khoảng chừng 25 đến 30 trứng. Đó. Thì một con cái vòng đời như vậy thì nó đẻ từ 1.500 đến 1.700 trứng. Mọi người câu cá sấu cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà khi mà trực tiếp ở ngoài này, cá sấu ngay bên cạnh mình chỉ qua một cái lớp hàng rào thôi thì cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà cảm giác câu cá sấu thì rất đã. Nếu mà quý vị có thời gian thì mình cũng nên thử đến với Vàm Sát để mà ra đây câu cá sấu quý vị nhé. Anh với anh đi tham quan của bộ tổng khỉ nha. Sao mày đánh tao? Dữ quá. Cứ để tự nhiên là đừng nhiệt đó. Mình giật tay tưởng là mình quýnh nó đó. Dạ. Anh ơi, mấy cái khỉ này là giống khỉ gì vậy? Khỉ này khỉ đuôi dài. Ở rừng ngập mặn chỉ có một loại khỉ này thôi. Dạ. Khỉ đuôi dài. Tên khoa học nó là Macaca fascicularis. Anh có biết ở đây là còn được khoảng bao nhiêu con? Hiện nay thì cái bảo tồn này khoảng trên 500 con. Dạ. Khỉ này thì thường chủ yếu là nó sinh sản vào đầu mùa mưa. Là mùa nuôi vào đâu nó sinh sản, mà trước khi mà nó sinh sản thì nó kéo đi hết, nó không còn ở đây. Tới đầu mùa mưa thì nó kéo về. Yeah. Nó sinh coi như là bầy đàn thị tử rồi nó kéo về đây. Một con cái như vậy, một vòng đời của nó, tuổi đời tuổi thọ nó khoảng gần 40 năm. Yeah. Một con cái của nó, một vòng đời của nó thì khoảng từ 8 đẻ đến 8 đến 12 con. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Sợ con đầu đàn hay sao? Nhưng mà khỉ này thì một năm chỉ sinh một lần thôi. Dạ. Nhưng mà đôi lúc nó có sinh đôi, nhưng dạ, mà rất là hiếm. Và khỉ chỉ tập trung cái khu này đúng không ạ? Thì nó chạy dài từ cái khu vực nuôi cá sấu và trên tháp Tăng Bồng, nó luôn nó kéo về trên đó, nó di chuyển đi một đoạn đường. Nhưng mà thường thì cái nơi trú ngụ nó thì nó ở đây. Dạ.
Mấy con khỉ này rất là dạng, chắc là khách du lịch cũng cho ăn rất là nhiều đúng không? Khỉ này thì mình nói chung là nó cũng có những đôi lúc nó cũng phản ứng lại, nhưng mà thực sự thì chúng ta phải khi cho ăn thì chúng ta tỏ ra rất là thân thiện với nó. Nếu chúng ta mà thân thiện với nó thì nó sẽ thân thiện với mình thôi. Như chẳng mình cho ăn tay thì để trên tay nó vẫn lấy ăn bình thường, nhưng đừng có giật lại. Đôi lúc những khách mà người ta cứ cho vừa cho ăn cái giật lại mà nó quạo. Và ngày hôm nay thì Mai Anh cảm ơn anh Thảo vì sự đồng hành của anh rất nhiều, cũng như là những thông tin anh chia sẻ rất là hữu ích ạ. Còn bây giờ thì xin phép anh Thảo, Mai Anh sẽ tiếp tục khám phá khu du lịch sinh thái Vàm Sát của mình anh ạ. Cảm ơn anh nha. Khu du lịch Vàm Sát Cần Giờ đã được WTO công nhận là khu sinh thái phát triển bền vững của thế giới. Nơi đây thực sự là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn trốn thành phố ồn ào, náo nhiệt, đi đổi gió để tìm về một miền quê yên tĩnh, bình lặng, tràn ngập màu xanh thiên nhiên tươi mát đầy sức sống. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục tháp Tràm Chim cao 20m để có thể tham quan toàn cảnh khu vực Vàm Sát quý vị nha. Đi thôi. Tại Tràm Chim, du khách có thể bước lên tháp canh do Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ xây dựng để kiểm tra và theo dõi đời sống của các loài chim sinh sống tại đây. Trên đỉnh tháp canh, du khách có thể phóng hết tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng không gian bạt ngàn của thảm rừng xanh mượt và ngắm nhìn cuộc sống của những loài chim. Quý vị thấy đó, ở đây một mảng xanh bao la ngút ngàn, còn không khí thì rất là mát mẻ và trong lành. Thật sự là lên tới đây thì mấy anh không muốn xuống nữa. Hít một hơi thật sâu, thở ra thì giống như là chúng ta trút đi rất là nhiều những muộn phiền của cuộc sống thường nhật. Còn bây giờ thì tạm biệt tháp Tràm Chim này. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần ẩm thực với những món ăn rất đặc biệt tại đây nhé. Thưa quý vị, đến với Vàm Sát thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải thưởng thức hải sản. Và hải sản ở đây được chế biến rất là phong phú và đa dạng. Ngày hôm nay, Mai Anh xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Thao, là bếp trưởng của khu du lịch sinh thái Vàm Sát, hướng dẫn chúng ta cách chế biến món tôm sốt cây Vàm Sát rất đặc biệt quý vị nha. Anh Thao ơi, đầu tiên thì để chế biến món tôm sốt cây Vàm Sát thì theo như là Mai Anh thấy anh chuẩn bị ở đây thì có những cái gia vị, thì để xem là Mai Anh đoán có đúng không nha. Okay. Đầu tiên là tôm thì đương nhiên là phải có tôm rồi nè. Nhưng mà không biết là tôm này thì có cần phải chuẩn bị gì đặc biệt khác với những cái loại món khác không anh? Tôm này thì là, tức là tôm này tôm đầm, tôm thiên nhiên ở đây. Đó, tôm này thiên nhiên thì rất là ngon. Dạ. Tôm này là tôm sú đúng không? Đúng rồi em. Tiếp theo đó nữa, đây là màu điều đúng không anh? Đúng rồi em. Còn đây là ớt, một phần là ớt sắc thái ra, còn một phần là ớt băm nhuyễn không ạ? Đúng rồi em. Tiếp theo đây là gừng em. Là gừng thưa quý vị, tỏi nè, rồi bơ, tiêu xanh, đường, bột bắp nè, bột bắp, tương ớt, tương cà, trứng, có một phần là rượu gì đây ạ? Cái này rượu trắng em. Rượu trắng, dạ rồi. Và cuối cùng là muối. Bây giờ thì để bắt đầu cho món tôm sốt cây Vàm Sát thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào ạ? Bây giờ thì muốn làm món tôm này trước tiên là chúng ta phải sơ chế tôm. Bây giờ mình làm tôm này thì mình cắt cái đầu tôm, mình cắt cái đầu, cái mắt và cắt mấy cái chân. Theo kinh nghiệm làm tôm của mình ở nhà là cái việc lấy chỉ lưng này rất là khó quý vị ạ. Không khéo thì cái con tôm của mình nó sẽ bị nát và không có còn ngon nữa đúng không anh? Đúng rồi ạ. Rồi, phần sơ chế tôm của mình đã xong. Và bây giờ mình sẽ đem chiên. Dạ. Chiên tôm này đi chiên sơ thôi. Bây giờ anh sẽ bật bếp nha.
Và bây giờ dầu thì đã sôi rồi, thì bây giờ mình sẽ chiên tôm. Dạ. Yeah. Tôm này thì mình sẽ chiên trong bao lâu anh ha? Tôm này mình chỉ chiên sơ thôi, vàng lên là được. Để có cái màu cho đẹp thôi đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ cái tôm nó cái màu nó vàng nó đẹp rồi thì bây giờ mình vớt nha. Nếu mà ở nhà mình không có giấy thấm dầu thì vẫn có thể thay bằng khăn giấy. Tôm thì mình đã chiên xong. Thì bây giờ mình sẽ làm nước sốt. Và bây giờ phần nước sốt thì chúng ta sẽ cho 30g bơ. Bơ thì chúng ta cho dầu, khi mà dầu nóng thì chúng ta cho bơ vô. Và khi mà bơ tan ra rồi thì ta tiếp tục chúng ta cho tỏi vô. Tỏi băm nhuyễn. Đúng rồi. Và tiếp theo mình cho gừng. Và một điều không thể thiếu nữa, tại vì tôm sốt cay mà, thì cái món sốt đương nhiên là phải có ớt. Đúng rồi, bây giờ mình cho ớt vô. Ớt mình xào. Mà tỏi và ớt và gừng á, nó thơm rồi. Nên chúng ta cho từng cạp nữa. Và khi mà chúng ta xào lên rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho nước dùng vô. Nước dùng này mình được nấu từ gì vậy anh? Nước dùng này mình nấu từ đầu tôm. Đầu tôm và tôm và củ quả luôn. Củ quả. Chắc chắn là sẽ rất là ngọt nè. Và chúng ta sẽ bỏ gia vị vô. Gia vị thì chúng ta cho muối. Muối thì chúng ta cho khoảng 5g muối. Đường khoảng 25g đường. Và chúng ta cho chút xíu tiêu vô. Rất thơm. Thì bây giờ đang chờ để nước sốt sôi thì bây giờ chúng ta sẽ đập trứng. Trứng này ta sẽ lấy lòng đỏ. Ta lấy hai cái lòng đỏ trứng gà. Rồi chúng ta quậy đều đi. Và bây giờ sốt thì đã sôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho bột bắp vô. Để sốt sệt và ngon đúng không anh? Đúng rồi. Thì mình cho khoảng 8g. Cho vô để chút xíu nó sẽ sánh lại. Bây giờ sẽ cho lòng đỏ vô. Thưa quý vị, mỗi người thì đương nhiên sẽ có một cái cách trang trí cái phần tôm đã chiên khác nhau. Nhưng mà mấy anh thấy là trang trí theo cái cách này của anh Thao thì rất là đẹp nè. Và bây giờ sau khi đã trang trí xong thì mình sẽ chế nước sốt vào. Như vậy là chúng ta chuẩn bị có món tôm sốt cây vàm sát để thưởng thức ngày hôm nay rồi quý vị ạ. Rồi bây giờ anh chế thôi nha. Rồi bây giờ đã xong rồi đấy. Thưa quý vị, cuối cùng thì sau một khoảng thời gian chờ đợi, chúng ta đã có thể thưởng thức món ăn đặc biệt ngày hôm nay rồi. Đây là phần mà mấy anh thích nhất chương trình. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với mấy anh thưởng thức món tôm sốt cay vàm sát quý vị nhé. Đầu tiên là mình sẽ lấy tôm ra đã. Cùng với nước sốt. Nhìn cái màu là thấy ngon rồi đó, nhưng mà không biết là ăn như thế nào đây. Mình sẽ dùng bánh mì ăn thử với nước sốt. Như là anh Thao cũng đã chia sẻ thì món này chúng ta dùng hợp nhất là dùng với bánh mì ạ. Nước sốt rất là ngon luôn quý vị. Cay rất là dịu nhẹ trong cái khoang miệng của mình. Và bên cạnh đó thì có một chút mùi nồng nồng của gừng nè, của tỏi và hăng hăng của ớt. Và bên cạnh đó là cái vị béo của bơ nữa. Và tiêu xanh là một hương vị rất là đặc trưng, để cho cái nước sốt này nó mang một cái hương vị rất là riêng của vàm sát ạ. Rồi bây giờ mình sẽ thử tới tôm nhé. Tại vì là tôm tự nhiên ăn nó rất là ngọt dịu ở trong miệng, và cái cảm giác khi mà cùng với lại nước sốt thì nó hòa quyện lại tạo một cái, thành một cái hương vị rất là đặc biệt của vàm sát, chỉ có ở vàm sát mới có mà thôi ạ. Ừ.
Và món ăn đặc biệt này cũng khép lại chuyến hành trình của Mê Anh tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng là với những chia sẻ của Mê Anh ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị vào dịp cận Tết này có thể thêm một địa điểm nữa cùng với gia đình, người thân và bạn bè của mình vui chơi cuối tuần, xả stress, thư giãn quý vị nhé. Còn bây giờ thì Mê Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sài Gòn Tourist hân hạnh đồng hành cùng chương trình.